Thưa quý vị, thưa các bạn, mục tiêu trong 10 năm tới, ngành chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu Việt Nam trở thành ngành mũi nhọn trong sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam, phấn đấu trở thành một trong những nước hàng đầu thế giới về sản xuất, xuất khẩu, chế biến sản phẩm gỗ và lâm sản có thương hiệu uy tín trên thị trường thế giới. Năm 2019, ngành chế biến gỗ và lâm sản phấn đấu xuất khẩu đạt 11 tỷ đô la Mỹ và mục tiêu cho năm 2020 đạt từ 12 đến 13 tỷ đô la Mỹ và đến năm 2025 đạt từ 18 đến 20 tỷ đô la Mỹ. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2018, kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản của Việt Nam đạt hơn 9,3 tỷ đô la Mỹ, chiếm trên 23% kim ngạch xuất khẩu gỗ của ngành nông nghiệp. Giá trị xuất siêu đạt hơn 7 tỷ đô la Mỹ. Chế biến xuất khẩu gỗ và lâm sản là ngành hàng có giá trị xuất khẩu cao, đóng góp vào sự tăng trưởng xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế của đất nước. Hiện Việt Nam đã trở thành quốc gia đứng thứ 5 trên thế giới, đứng thứ 2 châu Á, thứ nhất Đông Nam Á về xuất khẩu gỗ và lâm sản. Thị trường xuất khẩu gỗ, lâm sản ngày càng được mở rộng đến hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đến nay, cả nước có 4.500 doanh nghiệp chế biến gỗ và lâm sản, trong đó 95% là doanh nghiệp tư nhân, 3,5% doanh nghiệp có vốn đầu tư trên 50 tỷ đồng. Chúng ta có một kim ngạch xuất khẩu vượt con số kế hoạch, tức là khoảng 9,4 tỷ đô la Mỹ. Tôi muốn nói một cái thành quả, đó là chúng ta đã có một số sản phẩm có thiết kế mẫu mã tốt, được thị trường khó tính chấp nhận. Và việc thứ hai, đó là cái việc chuyển giao công nghệ từ các viện, các trường, các kỹ sư, các nhà nghiên cứu đến với thị trường xuất khẩu sản xuất ở bước đầu tốt. Và đặc biệt, cái điều chúng ta đang đứng trên bằng chân của mình, đó là chúng ta đã các sản phẩm xuất khẩu gỗ hay là sản phẩm tiêu dùng ở Việt Nam, phần lớn tuyệt đại bộ phận là rừng trồng. Hiện nay, ba nhóm mặt hàng gỗ xuất khẩu có tốc độ tăng trưởng lớn nhất bao gồm viên nén, răm gỗ và gỗ rán, gỗ ghép. Kim ngạch của ba nhóm mặt hàng này năm 2018 cao hơn 741,9 triệu đô la Mỹ so với năm 2017. Thị trường có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam năm 2018 là Hoa Kỳ, đạt 3,6 tỷ đô la Mỹ, chiếm 43% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tiếp đến là Nhật Bản với kim ngạch đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 13%. Thị trường Liên minh châu Âu EU đứng vị trí số 3 với kim ngạch 785 triệu đô la Mỹ, chiếm 9% trong tổng kim ngạch. Cái nguồn nguyên liệu trong nước đang ngày càng phục vụ và đáp ứng được cái nhu cầu xuất khẩu của ngành chế biến gỗ. Hiện nay đấy là chúng ta đã xuất khẩu đi trên 120 quốc gia trên thị trường quốc tế. Cộng với đấy là cái giá trị xuất khẩu đấy hàng năm chúng ta tăng trưởng đều từ 12 đến 15%. Thì điều đó nó thể hiện ra là chúng ta ngày càng đáp ứng phù hợp với cái yêu cầu của thị trường thế giới. Cái mà chúng tôi muốn nói ở đây chính là cái làm sao để có thể nâng cao được cái giá trị sản phẩm của chúng ta trên thị trường thế giới. Thì cái đó chúng ta cần phải quan tâm hơn đến khâu thiết kế, khâu thương hiệu nhiều hơn. Chúng tôi là một trong những công ty sử dụng 100% nguồn nguyên liệu rừng trồng Việt Nam. Chủ yếu là hai nguồn loại gỗ chính là gỗ cao su và gỗ tràm. Chúng tôi xuất khẩu sang các cái thị trường các nước, chủ yếu là thị trường Mỹ. Theo như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 thì chúng ta trở thành một trong những nước sản xuất, là một trung tâm đồ gỗ nội thất lớn của thế giới. Thì để cho chúng ta làm thực hiện được việc đó thì ngoài cái việc là sản xuất thì chúng ta phải đẩy mạnh cái việc trồng rừng và hỗ trợ để bà con cùng như các doanh nghiệp trồng rừng. Là đối với cái việc mà phát triển ngành gỗ chúng ta ấy, ngoài cái việc là công nghệ, ngoài cái việc nguyên liệu ra thì vấn đề con người là rất là mấu chốt. Kết quả xuất khẩu mà ngành chế biến gỗ và lâm sản đạt được cho năm 2018 đã vượt mục tiêu phấn đấu đặt ra là 9 tỷ đô la Mỹ. Năm 2019, ngành phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt 11 tỷ đô la Mỹ, trong đó chú trọng và duy trì tăng trưởng ở 5 thị trường có giá trị xuất khẩu cao như là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, EU, Hàn Quốc, đồng thời đảm bảo cung cấp đủ nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến xuất khẩu gỗ và lâm sản. Đây là cái chỉ tiêu rất cao và chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu đạt được trong năm 2019. Là chúng tôi là cố gắng là có 3 vấn đề. Thứ nhất là đảm bảo cái nguồn nguyên liệu. Cái định thứ hai là chúng tôi tiếp tục phải mở rộng thị trường mới. Mà có lợi thế là chúng ta vào CPTPP rồi.
có rất nhiều thị trường mới mà rất tốt, ví dụ như Peru, Chile, các nước Nam Mỹ hiện nay, cái đó là chúng tôi sẽ cố gắng mở rộng cái thị trường này. Cái định thứ ba là mở rộng phát triển thị trường nội địa để là cái bàn đạp cho xuất khẩu. Để đưa Việt Nam trở thành một trong những nước hàng đầu trên thế giới về sản xuất, chế biến, xuất khẩu sản phẩm gỗ và lâm sản ngoài gỗ, có thương hiệu uy tín trên thị trường thế giới, cần phát triển công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ bền vững, hiệu quả, hiện đại trên cơ sở hội nhập sâu vào thị trường khu vực và toàn cầu. Đồng thời cần sử dụng nguồn nguyên liệu gỗ hợp pháp, ứng dụng công nghệ tiên tiến và thiết bị hiện đại, đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường trong sản xuất. Hiện nay cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, những công nghệ chế biến sản xuất gỗ liên tục cho ra đời. Vì vậy, các doanh nghiệp Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc cách mạng này. Hướng đi của các doanh nghiệp chế biến gỗ là cải tiến, phát triển bắt kịp xu thế và công nghệ máy móc để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.